Chào các bạn, hôm nay chúng tôi ra biểu diễn thời trang ở trước cửa Hotel Donut. Rồi, đẹp rồi. Rồi, anh rời đi đây em. Được rồi, đẹp rồi chị ạ. Tú nữ xinh đẹp, cười đi, cười, cười. Đấy, hôm nay ra biểu diễn thời trang. Nào nào nàng ơi, nàng. Tớ đang quay. Ok chứ. Ngẩng lên. Đấy. Đâu, em xuống lâu rồi, thì anh nha. Công chúa của tôi đấy, cả nhà ơi. Chưa xuống, tên ban đang ở trên nhà. Đấy. Đẹp chưa? Đã, tí nữa em gọi nha, em đang chụp cho chị nhâm. Cười tươi như cái nữa nào. Không ơi, cái khăn thanh sửa cái áo ở dưới. Đẹp chưa? Dạ, dưới được rồi. Cái túi này thì vén cái áo kìa. Ok. Rồi đi. Chị Thanh mà đưa đứng đây cho cái anh đây đót đạo. Hai chị em mà ta chị nhắm rồi đấy. Nào tắt đi cho chị vẫn đang bấm hả, đang quay đi. Đấy, quay rồi đấy. Hello. Alo, bốn chị em đang biểu diễn thời trang đây, chào cả nhà. Trước cửa Donut này, khách sạn của cái gì? Gogatier Chitien. Gogatien. Đẹp lắm. Đấy. Đẹp quá. Đẹp chưa? Ok, bye bye. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chị ra chị chưa? Đẹp quá. Chị chụp. Okay. Chị quay nhá. Số đẹp thế. À cái mai. Này mà em Hồng không mang áo Clyder à, không mang bà à mà. Ui giời đẹp thế. Đây đây này chị mang đây này. Dạ. Em không có quần. Cần thì phải quần chị đen ở chuồng à? Cái quần đen ai bảo cái chuồng. Ai bảo em cởi chuồng em mặc quần đen. Thì chị cầm rồi cởi áo cho nhắm về đem mặc cái quần lá kinh vào nó được cho có chứ đâu. Quần đen đây này. Anh Nam. Quần này mới áo mới tinh chưa mặc được. Bà ấy cũ mặc rồi tắt mà bác. Tắt đi dưới đấy. Bao giờ rồi. Quay đấy đang quay. Em như cô gái mới 13. Em như cô gái mới 13. Ok, đẹp lắm. Ok, anh tắt bên dưới, nút dưới cho em. Ok. Đấy, đang quay Thanh đấy. Người ta cầm cái bên đằng sau nha, ta cầm cái đằng trước kìa rồi. Nha. Yeah. Cầm đằng sau, nó đẹp đằng sau, cầm đằng trước. Nào mấy nàng điều gì biểu diễn thời trang ơi, tôi đang quay đấy nhá. Cứ chỉnh mãi. Úi dồi, ông Nam ông đang đấu võ đấy cả nhà. Ông đang đấu võ đấy. Đấy. Tôi đang quay. Úi dồi, cái máy cái chụp nét thế nhỉ. Em Vân đứng thế nào ấy, trông nó ngượng nghịu lắm. Em Vân đang biểu diễn thời trang ấy, đẹp quá. Đi đấy. Cô gái đẹp đi xe mô tô gas, cái này bao nhiêu phân khối nhỉ? 500. Full đợt. 500. Cầu lưng rồi anh chị không? Không, cầu lưng thì tinh xóa đi, nó phải thế. Không, em phải có thằng lưng cơ. Hơi hơi đi, không có cái chân nó nhô ra quá. Kệ được rồi. Đấy hả? Đấy nào thôi. Không cho vì ở dưới chứ nào. Không phải che cái đuôi. Cái này này. Che đuôi cho con. Được rồi. Ok. Cầm cái tay cầm cái tà cái que ra. Cái tà cái mà tà bên kia, tà bên này. Tà sau. Đấy hơi ra một tí đâu xong bẩn mặt. Kéo lên, kéo ra nữa đi. Đứng thẳng đừng có để cái bụng. 1 2 3. Anh nhảy đi. Nè, chị vẫn để quay. Cong người luôn. Không cong thì vào. Vẫn để quay. Quay. Vẫn để quay đấy. Ừ đấy, đẹp quá. Đấy. Đấy, đấy, thì ngồi thẳng lên. Đấy, bên này bao nhiêu nữa. Được chưa chị? Xong cứ mở ở bên đấy xong chị ra để cái ấy của em, cái tà ấy kéo nó. Rồi, đang nhìn đây. Tránh cho bao nhiêu, tránh cho không có vào vậy.
không cái chân kia tránh ra ngoài nào chứ ra, cái này không được không được không được bỏ chân không ấy, bỏ chân xuống đi, thả chân xuống đi. Mà Khánh giang cái mông ra, giang cái tay cái ý ra được, giang cái tay này ra được. Này cái váy ra. Đấy, 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 mình cầm với nhau thế. Mình kéo về trước, phải ngả ra làm sao một tí. Một, hai, ba. Vân Vân có thích một mình ở chung cùng ba người nào? Ba đi. Chị nhắm được người nào? Tất tất cả ba. Chị Khánh ở giữa. Không không. Vào đi. Chị Khánh ở giữa cho sau lên vào. Còn Thanh. Mấy người. Không. Lại đặt lên người ta. Quay cái đầu. Quay đi đi. Quay. Này không lấy được. Không được. Ôi thôi ông Nam ơi. Anh nhỉ. Ôi tôi không có người ta rách kìa. Thế được rồi. Thôi thôi không được kệ đó. Anh nhỉ. Không. Xe hay làm sao mà cứ lái được đâu. Ôi. Cho lên bảo chị thấy đường đầu biên. Đến đến em không phải che cái gì, đứng lùi ra đây. Đứng ra ngoài thôi, còn đừng chạy mô tô mà không đâu. Mô tô đi lên trời nhỉ. Anh đừng nói chị thấy chị nhóm thứ hai. Sau đó chị Hồng, em chị Thanh, chị Khánh đi đến tay này đâu, kẹp cái bảo đâu. Cái hình của nó cái này. Đúng chưa? Được. Lấy xong tay, thay tay ra, thay cái rồi Khánh để vào tay tớ. Như thế này, chị Hồng để tay em thế này. Đấy, đấy, đấy đúng rồi. Yeah. Đứng phải hơi hơi nghiêng người, hơi hướng lên một tí cho nó đẹp. Đẹp đấy. Này con nhìn xe máy quái hôm nay bốn cái đầu lấy cái đầu xe máy cái đầu lấy cái đầu đứng ở chỗ kia thì lấy được chứ. Lam đứng chỗ này này, ngồi đây này có đấy, đấy đấy từ từ im cứ một không. Nào, ok chưa? Nào, phải lên trên này tí không cái có. Lên, lên thế. Rồi, cái chéo mày đít, chéo sâu mày đít, giật giật mày đít. Thế rồi, chị Hồng từ tay em kêu này này. Đứng nó phải đi bộ đàng tí. Nào, 1, 2, 3. Được không? Dạ. Đẹp đây, đẹp không? Thôi thế là ba người chị Hồng vô giữa, chị Hồng vào giữa. Đấy, cùng thế này cũng cầm kiểu này. Suốt ngày máy ảnh đau. Nào các nàng tung nữ ơi. Chào đi. Một, hai, ba. Được chưa? Chưa được à? Chưa được thì cứ đừng im lặng. Ok được rồi, nhưng mà em ba bà bỏ kính đi xem nào. Ừ, bỏ kính đi bỏ kính. Bên này có ánh mắt đâu một kính à. Nào, nào, nhìn này. Thanh không vào chụp à? 1, 2, 3 để em quắc khẩn vào cái tay thế này này. Lại. Nào, 1, 2, 3 để thế là đẹp, để cho tay nó đi này. Và suốt ngày đi mê tìm, mời tìm khách. Rồi. Tất cả mọi người tránh ra. Một mình anh à? Hả? Một mình anh à? Chị muốn ngồi thì ngồi được sao nè. Chị anh lại coi chị thì coi điều nữa chứ. Đang bỏ vợ xong là tình hình nào? Cười đi. Nhìn ông Nam nhìn vợ yêu đi. Nhìn vợ yêu. Ấy dài ơi. Bao nhiêu là thuyền cập bến chị ạ? Thuyền ở các nơi ta đi du lịch cập bến ở đây. À thế à? Ô cái cô phó nháy này vô duyên chưa nhỉ? Đứng đứng trước cửa cái camera của người ta. Ôi trời.
Thế nào cái thơ, cái Mai ơi. Đây tao vẫn đã chụp được. Quay đi nhá, chào khán giả đi. Hai cô chào khán giả đi. Đang biểu diễn thời trang nhưng mà cho khán giả xem. Đấy, đẹp, xinh chưa? Hai anh chị chụp chân dung để chuẩn bị đám cưới vàng đúng không? Trời ơi, đẹp thế. Lung linh táo, bay bay. Lung linh, lung linh. Đấy, tất cả những đứng vào đây mà chụp đẹp lắm. Chị hãy đi đồ em chụp cho. Nào. Đừng vào đây em chụp cho. Anh đi ra. Số màu đi. Anh Nam. Không tưởng chụp cả bên. Này. Nhưng mà lại hai mấy người cũng đỏ cả. Chị không được chụp. Đấy, 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 đừng đấy. Đấy, chị khẩy chị. Một ông hai bà, ngon chưa? Đấy, em lấy cả cái khách sạn đón nào nhé. Lấy cái donut đấy. Một, hai, ba nào. Nhìn ra, anh chỉnh đã không đó, quần đen. Ok. 1, 2, 3 cười lên. Ui đẹp lắm. Các bà trang sẵn cái đồ nhá. Anh ra chụp vân vào. Dạ, dạ, không dạ, dạ, anh vào đây. Rồi, anh vào đây chụp ra sau rồi, anh chụp cho. Cái bà nó chụp cho kìa. Không có cái gì bà. One moment please. Раз, два, и... Yes. A través. Super. 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 Rồi. Nào, gấm. Trong là con donut cho lên cái tí nữa. Đồng lạc. Anh lấy góc này nói chứ, anh giữ lấy góc này. Không phải, anh muốn lấy hình ảnh to. Quay quay ra kia. Đừng đeo kính nữa, bỏ kính ra thì đeo kính. Donut, để vị ra. Nát đô này. Cười mỏi cả bộ. Chúng con bây giờ mới ra. Ôi, chúng con là chùa vong. Cười tươi đi, cười tươi đi, đang quay máy đấy. Chụp xa xa đi, không cần chụp vào đó. Không. Cười tươi. Cười tươi xấu cấm chịu. Rồi. Muốn nháy rồi. Muốn nháy hết sức tưởng tượng. Mà nháy năm. Muốn nháy là hết sức tay của nó nhá. Quá chuẩn.